Ngày 24 tháng 12, Thánh Paula Elizabeth Cirioli, năm 1816 đến năm 1865. Thánh Paula Elizabeth Cirioli là một bà quá và là một người mẹ, trở thành một nữ tu sáng lập hội dòng chị em thánh gia và hội dòng gia đình Bergamo. Costanza Cirioli, một bé gái dễ thương được chào đời vào ngày 28 tháng 1 năm 1816, gần miền Soncino, Italy. Cô Cirioli hết lòng thảo hiếu với cha mẹ. Được sự sắp xếp, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Với tuổi 19, Costanza Cirioli đã vâng lời để kết hôn với ông Gaetano Busecchi, 59 tuổi. Cô đã sinh hạ 4 người con, 3 người đã qua đời lúc còn nhỏ. Thế nhưng, người con thứ tư cũng vĩnh biệt bố mẹ, ra đi khi lên 16 tuổi. 20 năm sau ngày thành hôn, người chồng của Costanza Cirioli qua đời. Cảm thấy cuộc đời cô đơn hiu quạnh khi 4 người con đã chết. Trong tuổi hồi xuân 39, Costanza Cirioli có thể sang ngang một lần nữa. Nhưng không, Costanza Cirioli đã tận hiến trọn cuộc đời còn lại 10 năm của mình để phục vụ cho những người ốm đau và thiếu thốn, ưu ái một cách hết sức đặc biệt đến trẻ em. Ngày 8 tháng 12 năm 1857, Costanza Cirioli đã lập hội dòng nữ thánh gia tại Comonte, Ý Đại Lợi, và lấy tên là Sơ Paula Elizabeth, dòng nữ thánh gia chuyên lo chăm sóc cho trẻ em bụi đời và bị bỏ rơi, và giúp các phụ huynh trong vai trò nuôi dưỡng, gây dựng gia đình thánh thiện. Mẹ Paula Elizabeth được Chúa gọi về cách đột ngột ngày 24 tháng 12 năm 1865 tại Comonte, hưởng dương 49 tuổi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong mẹ lên bậc chân phước ngày 19 tháng 3 năm 1950, và Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II đã nâng mẹ Paula Elizabeth Cirioli lên hàng hiển thánh ngày Chủ nhật thứ 6 phục sinh, 16 tháng 5 năm 2004, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.